Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn. Chúng ta tiếp tục đến với Hợp tác xã Hoa Cảnh Thăng Long trong cái dịp mà trung tuần tháng 12 âm lịch. Hình ảnh của một cây thông đen Nhật Bản, tầm bonsai một người bê nhẹ nhàng, rất là hấp dẫn. Đỗ Sinh sẽ gửi đến các bạn chi tiết. Vâng, vảy rồng vảy cá sấu nổi cuộn lên rồi. Cây nhỏ thôi nhưng mà về cái tuổi đời thì không nhỏ đâu các bác ạ. Vừa rồi có một số anh em điện đến hỏi tôi là những cây gì thì gọi là cây cổ, mà tại sao có những cây bé mà người ta cũng gọi là cây cổ. Thì tôi có giải thích là cái tiêu chí đầu tiên để đánh giá một cây cổ, gạch đôi dòng đầu tiên nhất, đó phải là tuổi đời. Không có cái cây cổ nào mà lại non bấm ra sữa mà gọi là cây cổ rồi. Đấy, đấy là cái danh từ đầu tiên là phải là tuổi đời. Thế còn sau đó thì chúng ta hiểu được kỹ hơn về cái lai lịch của cây ấy, thì kèm theo như nôm na chúng ta có thể dùng từ gọi là gia phả. Bởi vì có những cây ở truyền kiếp một gia đình đấy, nhưng có những cây từ gia đình nọ lại chuyển gia đình kia. Những người mà chơi bonsai kỹ, những cây mà quý trong gia đình ấy, người ta hiểu được hết về cây, về cái gia phả của nó. Chứ không phải là bé mà không gọi là cây cổ đâu. Thậm chí bé để trên bàn tay người ta, tuổi người nó khoảng 200 năm mà sao lại không gọi là cây cổ được. Chứ không phải cái to mà cứ phải cẩu bình cả đít cẩu 30 tấn mới gọi là cây cổ đâu, không phải. Thì đây ấy, nếu mà ta thẩm định cây thông này ở cái tuổi từ khoảng 100 đến 150 năm trở lên ấy, là chúng ta sẽ dùng cây cổ rồi, bởi vì bằng 4 đời người rồi. 4 tuổi của một đời người. Đấy. Một thế hệ. 25 năm là một thế hệ rồi, 25 tuổi là mình có thể lấy vợ và sinh con rồi. Đến mà lại có con luôn thì đến 26 tuổi là mình lên chức bố rồi. Đấy. 50 tuổi lên chức ông rồi. Chơi cây này nó là nó như bác sinh và như các cụ và các bậc tiền nhân đã thường nói là chơi cái thần của cây. Vâng. Thế người mà càng đam mê và càng yêu và trau chuốt cho cây và luôn luôn quan sát và để tu sửa cho cây thì tự nhiên cây nó toát lên một cái thần thái đẹp quá, nhìn cái gốc của nó sướng thật, mà mới cảm hóa được con người. Đấy, cái đẹp của cái cây nó còn cảm hóa được con người. Lá cực khỏe luôn anh ạ, lá cây rất khỏe, những cái bông chúm chúm, những cái lá thông nhìn hấp dẫn thật đấy. Anh đo cái thông số đi. Tại sao những cái tác phẩm bonsai đẹp nó cảm hóa tất cả quần chúng như vậy? Anh là 45 bác này. Vâng. Cao 50. Bác Sinh thì đi gọi là 9 phương trời 10 phương đất rồi, ngang dọc thế giới rồi. Nhìn trải qua châu Âu mấy chục năm rồi về này, cứ mỗi lúc nghỉ là bác lại cầm kéo ra cắt cây đúng không? Vâng. Hút bác như thế, để cái sức hút với cái thời gian 19 năm ở 19 năm 7 tháng đấy. Vâng. Ở châu Âu. Nhưng mà trong 19 năm đó thì tôi vẫn thường xuyên đi về và tôi vẫn cầm kéo tôi cắt cây. Cắt cây xong tôi vào dây, 6 tháng sau tôi lại quay về. Tôi lại tháo dây ra. Có những cây làm ở nhà tôi bây giờ là 37 năm ấy. Năm nay tôi hơn 60 rồi thì cái cây đó là đã có 37 năm trong nhà tôi. Tức là 30 tuổi, gần 30 tuổi tôi chơi cây ấy. Mà tôi cứ đi sang bên cơ quan bên kia xong là tôi về tôi lại nắn cắt tỉa. Tôi có những cái bức ảnh mà từ những năm 1987 mà tôi đứng tôi cắt cây thông của tôi. Đấy. Tôi cắt thông 3 ngày sau tôi bay. Đấy, nó rất hay cái chỗ. Con vợ con tôi thỉnh thoảng vẫn bảo là ông không biết tại sao ông về ông lại mê cây ở Việt Nam, ông sang đấy thì ông lại làm việc, ông lại về ông lại cắt cây. Đúng rồi.
cây nó mới toát được cái thần khi bắt gửi. Tôi mang theo những cái quyển sách bonsai sang đấy để tôi học. Tôi học, tôi cần làm cây bằng 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 khung rồi tôi uốn theo cái mà. Cây giả mà, tôi làm cây giả mà. Cây này thì giao lưu với anh em là 28 triệu. 28 triệu. Vâng. Trong cái tiêu chí của cây cổ còn một nét nữa là nét là hoàn toàn cây nó phải mang tính chất tự nhiên nhiều hơn là gò ép. Đấy, nó cũng nét cây cổ. Nó cũng có cái tiêu chí đấy. Thì cây thông này cũng ở cái tiêu chí đấy. Tức là bóng cây cổ thụ. Đẹp quá. Trần Hiệp có bê được không? Có bê nổi không? Bác xin chỉ đạo thế nào Trần Hiệp. Vâng, cố gắng bê lên tí. Hơi mỏi phải gắng nhá. À, Đỗ xin chụp ảnh này. Rất đẹp. Rồi, xong rồi. Cứ gặp bác xin thì bác xin chỉ đạo. Xong nhá. Chúng ta đến với một cây xanh này. Cây xanh Nam Điền mà bây giờ là nó cổ lại lá nó cũng rất nhỏ nhé. Nam Điền này, cây này là hoành được 85. Toàn bộ cái bệ đấy. Vâng, 85. Nó là vành bệ. Cao ở 55. Tàn là 65. Cũng giả đấy, đóng tem hết lên tận ngọn. Và cây xanh này giao lưu giá nào anh ơi? Cây xanh này bà con đang nhờ Trần Hiệp báo là bằng giá 50 triệu thôi. Vâng. Giá 50 triệu. Rồi. Một lần nữa Trần Hiệp lại qua kênh của bác Hương Sắc Đô Sinh lại nói là tất cả những sản phẩm đây này đều thuộc của bà con xã viên. Trần Hiệp chỉ là những người đại diện thay bà con báo giá. Vâng. Ok. Và ở cái bàn này tôi thấy các anh bố trí 3 tác phẩm. À, hai bên là hai cây mai chiếu thủy nhá. À, chúng ta đến cây thứ nhất này. Cây này cao hơn cây kia, to hơn. Đây đôi mai chiếu thủy này thì cũng giới thiệu với anh em là của các vị thiền sư, các ngài mua cây, các ngài chơi, trong các ngài gửi lại hợp tác xã tháng năm. Đấy, các ngài cứ đặt ở đây bác Sinh ạ. Thế là lúc nào mà các ngài rảnh thì các ngài về các ngài thu sửa được khoảng 1-2 tiếng. Xong lại đi bác Sinh ạ. Đệ thò đẹp nhỉ, sướng không? Ừ. Mai chiều thì mùa này ở ngoài này là không nở được hoa đâu bác ạ, phải ra riêng mới nở được đẹp. Và nó rét, nhưng mà theo quan điểm của các bác miền Nam ấy, với một số anh em ở trên Sapa ấy, mấy trên Điện Biên vừa rồi Hiệp có giao lưu với một số nhà vườn trên ý thì các anh chia sẻ về một cái bí này bác ạ, vẫn là một tác phẩm mai chiều thì, nhưng nếu một tác phẩm mai chiều thì mà ở trong Nam thì chỉ khoảng cỡ độ 5-7 năm là các bác có thể hoàn thiện được. Thì nó cây nó phát triển đều, nhưng mà riêng ra ngoài Bắc thì lại nằm ở những vùng khí hậu lạnh thì mất vào khoảng cỡ độ 3 tháng ngủ đông rồi. À. Thế đâm là các cái thân này này của cái cây mai nó rất đẹp, và các cái này dăm chi đi dăm Nam Điền này bác ạ. Nó cứ chi chít đi. Thế tại sao là dòng những cây đẹp của Sài Gòn ra đến Hà Nội sau cuối cùng Sài Gòn lại đón mất, bởi vì nó ở ngoài này nó được ngủ đông, nó toát ra cái hoa, nó toát ra cái thần thái đẹp lắm, đẹp mê hồn lòng người này. Và nó cứ rừng rực như cái mai sống. Cái mai này cái vành thân bao nhiêu, cái cổ thân bao, cổ thân hay cổ bệ thôi, cổ thân rồi, cổ thân bệ này lớn lắm,
Bệ nữa nắm này, cổ thân là được 35. Ok rồi. 35. Chiều cao là được 1 m. Cái này tao lưu với anh em là bằng 3,7 triệu. Giá 3 triệu 7. 3 triệu 7. Chơi được quá. Cái này ship phải mất 500. Rồi. 3 triệu 7 bao ship toàn quốc. Bên cây này thì thấp hơn, nhưng bệ cũng ngang cửa đấy. Bệ cũng to. Cây này thấp hơn này. Chiều cao cây này được 84. Hoành thân cây này được hơn 40. Đấy. Cây này cũng giao lưu với anh em là bằng 1 đôi này. Cứ tính anh em là 7 triệu nó dễ. Bù đi bù lại. Tức là 2 cây giá 7 triệu. Vâng. Vâng, tôi tưởng là anh lại báo cây này 7 triệu. Một đôi 7 triệu. Vâng. Rồi. Ở giữa là cây xanh Nam Điền. Nam Điền. Cái nòng lùn đấy anh em. Ừ. Đúng giáng long. Bệ đẹp quá. Để vào anh em. Đưa vào cái chậu vừa phải, vừa sẵn chơi. Chậu đẹp. Đây, bệ này. Hoành là 50 bác sinh. Và hoành là 50. Chiều cao được 50. Tàn được 70. Nộ toàn bộ xương răm rồi đây nhỉ. Giao lưu với anh em là bằng 15 triệu. Và cây xanh Nam Điền này được báo giá là 15 triệu, bao ship toàn quốc. Được đấy. Dăm thì 1-2 năm nữa thì dày khủng khiếp luôn. Anh nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Quý Mão 2023, Hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long chúng tôi cũng có một số lịch của Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam và để gửi tặng đến bà con. Nếu đợt này tôi chỉ có 30 cuốn thôi, thì anh em nào mà thường xuyên mà theo dõi kênh của bác Hương Sắc Đỗ Sinh và giao lưu với Hợp tác xã thì có thể liên hệ trực tiếp với Bonsai Trần Hiệp. Vâng. Và chúng tôi sẽ gửi lịch theo địa chỉ của các bạn. Và qua đây thì cũng thông báo các bạn là sẽ miễn phí ship. Vâng. Và gửi lịch đến gia đình kèm theo cây miễn phí ship đúng không anh? Vâng. Rồi, yeah, okay, tức là cái lịch này là tặng đấy. Vâng, đây các bạn nhìn đó. Vâng, tặng thay cho danh thiếp chúc mừng năm mới. Vâng, yeah, anh em. Mình có 30 cuốn thôi. Vâng. Ngoài nhiều anh em hỏi quá, nhưng mà anh em nào có thể xem trên kênh của bác Hương Sắc Đỗ Sinh mà là những người thường xuyên theo dõi này. Đấy, và anh. Nhất là đối với tạp chí Việt Nam Hương Sắc, tôi cũng đúng đã rồi. Có thời gian phục vụ và cống hiến. Đây. Còn dấu ấn một thời gian này. À đây, Vạn Cổ Lưu Phương. Bên này là gì? Bên này là chưa thấy có tên. Ôi, thế. Rồi, ok rồi. Phẩm đẹp. Anh em báo alo nhá. Thì được 30 quần. Vâng, ở vị trí này tôi thấy anh có một số những cây xanh bám đá này. Đây giới thiệu với anh em, đây là cây xanh lá móng. Xanh lá móng bám đá. Xanh lá móng nha. Vâng. Dáng này quan sát thấy bác Sinh hay gọi là dáng nghênh phong chiếu thủy đây. Đúng được, cũng được, cũng bác, được. Bác Sinh hay gọi thì Trần Hiệp cũng cứ tựa tựa đấy và lần sau cứ thế thôi. Cũng được. Đâu đúng không bác Sinh? Cao là 45 này. Tán đổ là 58 này. Đây, cái này một người bê nhẹ nhàng lắm. Úi trời ơi, thì mà nặng đấy. Nặng viên đá. Ôm đá. Quay, cứ thế quay, quay cả người. Rồi. Rồi, cây này bao tiền anh ơi? Giao lưu với anh em là 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi. Vâng. À, còn một cây bên này cũng tựa tựa giống, tôi nghĩ là kéo kỳ cùng một chủ nhân hay sao? Cây này xanh nam máu. Có phải cùng một người làm không? Vâng. À, thế mà tôi cũng đoán đúng. Nó... Giá nào? Tiền bao nhiêu? Cái này giá tiền báo với anh em là bằng 2 triệu. 2 triệu. Rẻ hơn cái kia. Vâng. Đúng, cây này không bằng cái kia. Cây này phải thay một cái nhỏ nhẹ nhàng hơn. Ừ. Cái kia là chơi văn phòng đẹp lắm. Rồi. Cái này chúng ta cứ chơi trong văn phòng trà chúng ta khoảng 7 đến 10 ngày. Vâng.
Đây là cây hoa giấy Mỹ này. Hoa giấy Mỹ nhưng mà lại ghép tím Huế. Vâng. Thế là thân thì Mỹ mà ngọn thì Huế. Đấy, còn đây có nghĩa là cô gái đồng bằng nhưng mà hoa trổ ở miền Trung. Thân đẹp quá cái cây này, nhiệt độ xù xì. Đường đi, hồi đệ. Giỏi nha. Đo anh em chút này. Đo cho to nhất cho bác Sinh nha. Cho to nhất là 58. Vâng. 58. Cao là 60. Tàn là 75. Cây này giao lưu với anh em 4 triệu. Vâng. Giá 4 triệu đồng. Và tiếp tục một cây giấy Mỹ nữa. Cây này là cây Mỹ zin anh em nhé. Cây này không ghép gì, vẫn để nguyên bản của nó đây. Rồi. Cây này cũng đẹp. Đây, bắt đầu đang nuôi tàn. Nó cho anh hoành cái này 52. Cao là 55. Tàn rộng 60. Cây này giao lưu với anh em 4 triệu. Và trước khi kết thúc cuốn video này, chúng ta đến với một cây tùng La Hán này. Hoành kê được 13 chỗ cổ thân này. Đâu? Chỗ này này. Vâng. Nhưng mà củ này nó to lắm. Nó như củ khoai lang này. Cây này. Chiều cao được 35. Tàn được 60. Cây này giao lưu với anh em là 4 triệu rưỡi. Rồi, giá 4 triệu rưỡi. Vâng, Đỗ Sinh xin kết thúc cuốn video này để chúng ta theo dõi tiếp ở những cuốn sau.